đá dưới mưa tuyết, U23 Việt Nam đối mặt những rắc rối nào? Không quen thi đấu dưới thời tiết lạnh, đặc biệt là có tuyết, U23 Việt Nam có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Chưa kể thiệt thòi so với U23 Uzbekistan vốn quen đá dưới tuyết. Thời tiết tại Thường Châu đang chuyển biến xấu, tuyết rơi dày đặc trở lại và nhiều khả năng có mưa. Liên đoàn bóng đá châu Á và ban tổ chức trận đấu đang cảnh báo cổ động viên giữ lại cuốn vé, sẵn sàng cho khả năng trận chung kết U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan lúc 15 giờ bị hoãn lại. Nguy cơ hoãn trận đấu làm khán giả, đặc biệt là cổ động viên bóng đá Việt Nam hụt hẫng cảm xúc bị tụt. Nhưng đối với U23 Việt Nam, thi đấu dưới tuyết là vấn đề lớn. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo gặp bất lợi lớn so với đối thủ U23 Uzbekistan, đội bóng vốn quen thi đấu dưới điều kiện thời tiết mưa lạnh, tuyết rơi. Hôm qua, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã mua gấp gần 20 đôi giày đinh sắt giúp cầu thủ có thể thi đấu tốt hơn dưới điều kiện thời tiết tuyết rơi, sân trơn, ướt. Tuy nhiên, dưới điều kiện thời tiết đang ngày càng xấu, mưa tuyết rơi dày thì sự chuẩn bị như vậy là chưa đủ và chỉ khắc phục được phần nào. Ngoài chuyên môn trên sân, U23 Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe khi phải thi đấu trong giá lạnh, có tuyết. Trang mạng AccuQuad trích lời phó giáo sư Brandon McDermott đang giảng dạy chương trình đào tạo vận động viên tại Đại học Arkansas đưa tin, trong thời tiết nóng hoặc lạnh, cơ thể con người sẽ tìm cách duy trì trạng thái cân bằng nội môi. Khi lạnh, cơ bắp hoạt động cần thêm máu nhưng máu lại đổ dồn vào trong tập trung bảo vệ các phần cốt lõi. Lúc này, tim phải làm việc nhiều. Các cầu thủ cũng cần tăng cường bổ sung năng lượng để vừa giữ ấm vừa luyện tập, thi đấu. Một số bệnh có thể xảy ra khi cầu thủ thi đấu dưới trời lạnh như nhồi máu cơ tim, huyết áp cao, hạ thân nhiệt, mất nước. Tất nhiên U23 Việt Nam đã có thời gian thích nghi với thời tiết lạnh tại Trung Quốc, nhưng họ cũng phải hết sức đề phòng với những nguy cơ xấu có thể xảy ra với sức khỏe. U23 Việt Nam chiến Uzbekistan, đừng lo, thầy Park còn chiêu độc. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo rất có thể bước vào trận chung kết mà không thể có được đội hình mạnh nhất. Nhưng, đây lại là điểm tựa cho U23 Việt Nam để đánh bại U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tin vào nhân tố mới. Theo những thông tin mới nhất, rất có thể Công Phượng sẽ không thể ra sân ngay từ đầu ở trận chung kết với U23 Uzbekistan vào chiều nay, 27 tháng 1 khi vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Điều này đương nhiên sẽ khiến người hâm mộ Việt Nam phải lo lắng, bởi Công Phượng vẫn đang là nhân tố quan trọng nhất ở những giải pháp tấn công mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò thực hiện. Tuy nhiên, dù mất Công Phượng hoặc chân sút của U23 Việt Nam không thể ra sân ngay từ đầu thì thực tế trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn những sự lựa chọn khác cho hàng công. Văn Đức hay Đức Chinh là một trong những chọn lựa này khi cần thiết. Không những thế, đến lúc này U23 Việt Nam mới chỉ sử dụng 2/3 đội hình mang sang Trung Quốc. Có nghĩa về lý thuyết thầy Park còn cả nửa tá số cầu thủ được coi những quân bài bí mật chưa sử dụng để làm U23 Uzbekistan bất ngờ. Nói điều này là có cơ sở, như trường hợp của Hồng Duy khi tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất hay trong vài chục phút kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân ở trận bán kết là một ví dụ. Và thầy Park vẫn chưa hết bài. Điểm tựa đã U23 đánh bại U23 Uzbekistan ở trận chung kết tới đây không chỉ là các cầu thủ những chiến binh thực thụ của người hâm mộ Việt Nam mà còn có cả huấn luyện viên Park Hang-seo, khi ông thầy người Hàn đang chứng tỏ khả năng của mình nơi cabin huấn luyện. Nhìn cách chơi mà thầy Park xây dựng cho U23 Việt Nam lúc này thực sự không còn là bất ngờ đối với U23 Uzbekistan, nhưng tiềm ẩn trong cách chơi hay sử dụng con người hoặc những miếng tấn công thì lại khác. Khi đội bóng của ông thầy người Hàn đã chơi khá biến hóa ở nhiều trận đấu đã qua. Không dễ để bắt bài huấn luyện viên Park Hang-seo từ cách dùng người, cho tới ý đồ đá. Tấn công hay phòng ngự bởi trong từng thời điểm thuyền trưởng U23 Việt Nam đều có những thay đổi phù hợp với những diễn biến trên sân. U23 Việt Nam có thể đá phòng ngự và sử dụng những đường chuyền dài từ sân nhà để các tiền đạo nhận bóng, đua tốc độ, nhưng cũng với những pha phản công. Đội bóng của thầy Park lại đưa ra pin và phối hợp nhóm trước khi tìm giải pháp kế tiếp. Những bàn thắng mà U23 Việt Nam có được đến lúc này đến từ các pha dứt điểm đa dạng nhưng không phải xuất phát quá nhiều trong những miếng đánh dồn dập hay ép sân đối thủ như các đội bóng trên chân thường làm.
Nhìn vào cách chơi tấn công mà U23 Việt Nam cho thấy ở vòng chung kết U23 châu Á đang diễn ra, rõ ràng có thể thấy huấn luyện viên Park Hang-seo rất giỏi trong việc tận dụng những sai lầm của đối thủ để quyết định cho các học trò khoét vào và thành công. Giỏi cả việc đọc vị trận đấu, thay người, và quan trọng nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giấu khá nhiều chiêu trò của mình. Đây là lý do rất lớn cho U23 Việt Nam tràn trề vượt qua U23 Uzbekistan để đăng quang ngôi vô địch. Uzbekistan biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam. Tiền vệ Odion Samrobekov rất tự tin với những thông tin mà anh và đồng đội nắm được về đối thủ trong trận chung kết U23 châu Á. Chúng tôi mới đã giao hữu với Việt Nam trước thềm giải đấu này, nên biết điểm mạnh, yếu của đối thủ, họ có cầu thủ kỹ thuật cá nhân tốt ra sao. Uzbekistan có đủ thông tin, Odion Samrobekov chia sẻ trước trận chung kết giải U23 châu Á. Nhưng tôi phải nhắc lại một lần nữa là chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, 16 đội xuất sắc của châu Á dự giải đấu này, và Việt Nam là một trong số đó. Uzbekistan đánh bại Việt Nam 2-1 ở giải giao hữu M150 Cup tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2017. Đội bóng này sau đó qua mặt Nhật Bản trong trận chung kết để lên ngôi. Tại giải U23 châu Á, Uzbekistan thua Qatar 1-0 trong trận ra quân. Tuy nhiên, họ sau liên tiếp đánh bại chủ nhà Trung Quốc 1-0, Oman 1-0, đương kim vô địch Nhật Bản 4-0 và đương kim Á quân Hàn Quốc 4-1 để vào tranh ngôi cao nhất với Việt Nam. Chúng tôi thi đấu với lịch dày ở giải này, nên hiện tại một số cầu thủ mệt mỏi và chấn thương, nhưng chắc chắn các thành viên của đội sẽ hồi phục kịp. Ai cũng biết trận đấu này quan trọng thế nào. Đây là chung kết, chúng tôi sẽ dốc sức để đá, Odion Samrobekov nói thêm. Cầu thủ mang áo số 7 tiết lộ sau vòng bảng, huấn luyện viên đã điều chỉnh cả về chiến thuật và nhân sự, cách phân phối sức. Uzbekistan, nhờ đó, đã chơi hay hơn hẳn trong hai trận đấu mang tính knockout. Chúng tôi đá trận nào cũng như chung kết, vì thua là phải về nhà. Kết quả, đội chơi tốt trước Nhật Bản và đá một trong những trận hay nhất giải, khi đụng độ Hàn Quốc, Odion Samrobekov nói trong hào hứng. Odion Samrobekov là cầu thủ mà U23 Việt Nam sẽ phải để mắt đặc biệt. Anh được ví như bộ não của Uzbekistan, hiện là cầu thủ truyền thành công nhất từ đầu giải với 384 đường đi đúng địa chỉ. Huấn luyện viên Uzbekistan tập trung tối đa để phá vỡ lối chơi của Việt Nam. Dù được đánh giá cao hơn, ông Rasan Khaydarov vẫn tỏ ra thận trọng trước trận chung kết giải U23 châu Á với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn với các học trò của tôi. Họ đã mệt mỏi sau các trận vừa qua, nhưng tôi hy vọng ngày mai sẽ là một trận đấu đẹp. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để có chiến thắng. Ông Rasan Khaydarov mở đầu cuộc họp báo sáng 26 tháng 1 tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nhận xét về đối thủ Việt Nam, huấn luyện viên của Uzbekistan cho biết họ là đội bóng mạnh, cầu thủ có kỹ thuật cùng lối chơi phòng ngự phản công nguy hiểm. Chúng tôi phải tập trung tối đa để phá vỡ lối chơi này. Uzbekistan từng đánh bại đương kim vô địch Nhật Bản 4-0 và Á quân Hàn Quốc 4-1 để có mặt ở trận đấu cuối. Lối chơi của các cầu thủ Trung Á thiên về kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng và biến hóa. Các chân sút của họ cũng luôn biết tận dụng tốt các cơ hội có được để thắng đối thủ. Tôi hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ chơi hết khả năng của mình để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ không thay đổi cách chơi của mình, ông khẳng định. Chúng tôi không nghĩ về các trận đấu đã qua nữa. Mỗi trận đấu là một câu chuyện khác nhau. Có lúc chúng tôi mắc sai lầm, có khi đá tốt nhưng các cầu thủ đã quên vì phía trước họ là trận chung kết. U23 Việt Nam trước ngưỡng cửa vô địch, xin cảm ơn người Thái. Đến khi đã có mặt ở trận chung kết của giải U23 châu Á, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải cảm ơn rất nhiều đến Thái Lan, vì đã có lời mời U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu M150 Cup vào tháng 12. Cần khẳng định, nếu như không nhờ vào giải đấu này sẽ khó có được một U23 Việt Nam hoàn thiện như đang thấy, đặc biệt là hệ thống phòng ngự mới mẻ mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng cho đội nhà. Dự giải M150 Cup với vị trí thứ 3 rõ ràng là không quá quan trọng. Điều lớn lao nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo gặt hái được sau giải đấu này là những vấn đề của các cầu thủ nơi hàng phòng ngự, đặc biệt với trường hợp của Duy Mạnh. Nhìn thấy được những lỗ hổng là đủ để ông thầy người Hàn Quốc tìm ra phương sách, cũng như bổ sung cho mình những vị trí cần thiết để lúc này U23 Việt Nam đang thực sự ấn tượng với người hâm mộ. Không chỉ phải cảm ơn giải đấu,
Việc đánh bại Thái Lan ngay trên sân của đối thủ lớn nhất khu vực thực sự mang niềm tin trở lại cho các cầu thủ U23 Việt Nam, vốn phần lớn vừa nhận thất bại ở chè tại SEA Games 29 trước chính đối thủ này. Và trăm sự nhờ huấn luyện viên Park Hang-seo. Không chỉ cảm ơn về một giải đấu bổ ích, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự trên băng ghế huấn luyện rõ ràng cũng đã ít nhiều có được thông tin về U23 Uzbekistan. Dù thật ra trước vòng chung kết U23 châu Á, việc tái đấu với đối thủ này là không hề nghĩ tới. Trận đấu ở Buriram với việc U23 Việt Nam thất bại trước U23 Uzbekistan rõ ràng là tư liệu không thể quý hơn cho ông thầy người Hàn Quốc. Điều này giúp thầy Park có đối sách cần thiết trong trận tái đấu vô cùng quan trọng tới đây. Bằng vào những gì đã thể hiện trong việc huấn luyện, cách thay người hay những tính toán suốt hành trình lịch sử đã qua, người hâm mộ có quyền tin vào huấn luyện viên Park Hang-seo với tài năng của mình để đánh bại Uzbekistan. Càng tin hơn, khi thực tế so với đội hình từng gặp gỡ ở giải M150 Cup, đối thủ đến từ Trung Á không có quá nhiều thay đổi, trong khi U23 Việt Nam đã và đang có khá nhiều quân bài chiến lược mà huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung sau này. Không chỉ đợi huấn luyện viên Park Hang-seo trổ tài, các cầu thủ U23 Việt Nam sau 90 phút từng gặp Uzbekistan rõ ràng cũng đã ít nhiều nắm được đối thủ quan trọng trong trận chung kết sắp tới. Và nói điều này, lại phải cảm ơn Thái Lan một lần nữa. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đòi nợ được hay không là chưa thể nói trước, nhưng cơ hội là có thay vì ít ỏi như trận lượt đi. Và chắc chắn, cuộc đối đầu này tới đây U23 Việt Nam sẽ biết cách làm đối thủ nể phục một lần nữa. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.